Xin chào tất cả các bạn đang xem video của Tri Thức Quanh Ta. Dạo gần đây tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của mọi người, mặc dù không thể lập tức giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian ngắn, nhưng tôi sẽ thu xếp và trả lời chúng nhanh nhất có thể. Một câu hỏi được khá nhiều người nhắn tin hỏi tôi chính là vấn đề liên quan đến bệnh đái tháo đường. Có lẽ các bạn đã không ít lần nghe qua căn bệnh này rồi đúng không nào? Nhưng tôi tin chắc rằng cũng có những bạn chưa bao giờ tìm hiểu kỹ về bệnh đái tháo đường. Hôm nay tôi sẽ đi giải thích cho các bạn bệnh đái tháo đường là gì, cũng như cách để phòng tránh nó. Bệnh đái tháo đường còn gọi là bệnh tiểu đường, hiểu đơn giản là tình trạng tăng đường trong máu của chúng ta. Căn bệnh này không lây nhiễm nhưng lại có tính di truyền. Thế nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là gì? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh đái tháo đường là do thiếu insulin. Insulin là một chất do tụy tạng tiết ra, có tác dụng làm cho đường trong máu luôn ở mức ổn định. Những người mắc bệnh đái tháo đường thường do tụy tạng không tiết insulin hay insulin hoạt động không hiệu quả. Nghe thì có vẻ không nguy hiểm nhưng thực ra lại rất nguy hiểm đấy nha. Như vậy ai là người có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh và làm thế nào để phát hiện mình có bị bệnh hay không? Những người có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh là người có cha mẹ hay anh chị em ruột bị bệnh đái tháo đường, bởi đây là bệnh có tính di truyền. Những người không thường xuyên vận động thể lực, ăn quá nhiều đồ ngọt dẫn đến thừa cân hay béo phì. Những người có tiền sử cao huyết áp, rối loạn mỡ máu được chẩn đoán rối loạn đường huyết lúc đói. Ngoài ra, những người có bệnh tim mạch cũng nên cẩn thận vì rất có thể mình đang gần kề với một căn bệnh khác là bệnh đái tháo đường. Nếu các bạn còn đang không biết mình có bị mắc bệnh đái tháo đường hay không thì cũng không cần lo lắng bởi vì xét nghiệm cũng rất đơn giản thôi. Tôi khuyến khích các bạn nên đi xét nghiệm đường huyết định kỳ để đảm bảo và có thể yên tâm về sức khỏe của mình. Đặc biệt là khi cảm thấy thời gian gần đây mình có các triệu chứng như mờ mắt, sụt cân, vết thương lâu lành, đau nhức, ngứa, tiểu nhiều, khát nước. Nếu như xét nghiệm ra bản thân bị bệnh đái tháo đường thì sao? Ok, chia buồn với các bạn. Nhưng cũng không sao đâu, bởi vì ngay sau đây tôi sẽ đưa cho các bạn một số phương pháp đơn giản để điều trị căn bệnh này. Đừng quên like và share video để ủng hộ cho kênh Tri Thức Quanh Ta đấy nhé. Nào bây giờ, ngay từ lúc được chẩn đoán bệnh đái tháo đường, người bệnh cần phải biết tự chăm sóc và theo dõi bệnh hàng ngày bằng những cách sau. Tuân thủ chế độ ăn hợp lý, luyện tập thể dục hàng ngày, chọn loại hình an toàn và hiệu quả nhất. Đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày có vẻ phù hợp với đa số bệnh nhân đái tháo đường. Duy trì cân nặng hợp lý, dùng thuốc điều trị đái tháo đường, ống, tim đúng cách, đúng theo hướng dẫn của thầy thuốc. Tự theo dõi đường huyết, huyết áp. Kiểm tra, chăm sóc bàn chân hàng ngày, chải răng và nướu lợi hàng ngày. Ngừng hút thuốc lá, khám mắt và xét nghiệm định kỳ. Các bạn thấy đấy, mặc dù hiện nay với sự phát triển của y học, điều trị bệnh đái tháo đường không còn là vấn đề quá khó khăn nữa, nhưng bệnh đái tháo đường ngày càng gia tăng và có nhiều biến chứng gây tàn phế cho người bệnh, điều trị lại tốn kém, nhất là khi đã có biến chứng. Một số biến chứng đáng sợ như biến chứng mạch máu, hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu, loét, nhiễm trùng, viêm da. Do vậy, việc phòng ngừa biến chứng là rất quan trọng vì cơ thể người bệnh không thể trở về tình trạng bình thường như trước kia khi đã xuất hiện biến chứng. Người bệnh hãy cùng với thầy thuốc và gia đình cố gắng giải quyết thách thức hiện nay của bệnh đái tháo đường, đó là làm thế nào để giữ đường huyết của mình ở mức bình thường. Vì việc kiểm soát tốt đường huyết, đưa đường huyết ra ngoài vùng nguy hiểm sẽ giúp người bệnh sống khỏe mạnh và giảm biến chứng của bệnh đái tháo đường. Còn những người đang khỏe mạnh như chúng ta phải biết cân bằng lại chế độ ăn uống, chăm vận động để bài trừ mọi nguy cơ nhiễm bệnh đái tháo đường. Các bạn thấy có đúng không nào? Đúng thì nhanh tay subscribe cho kênh Tri Thức Quanh Ta để ủng hộ nhé. Ok, video của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.